Để các trung tâm học tiếng Anh thì những ứng dụng sau đây sẽ giúp ích cho bạn. Nó sẽ hỗ trợ cho bạn học tiếng Anh ngay tại nhà và cực kỳ hiệu quả luôn nha. Thì đầu tiên đó chính là ứng dụng Duolingo. Đây là một ứng dụng cực kỳ phổ biến cho những ai mà chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc là chúng ta bị mất căn bản đó nha. Thì ứng dụng này được tải rất là nhiều trên các thiết bị iPhone luôn. Và phải nói đây là một ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh cực kỳ tốt cho hệ iOS. Đối với ứng dụng này á, thì các bạn có thể vừa học vừa chơi nè. Duolingo cũng như một trò chơi vậy đó. Chúng ta có thể vừa học vừa chơi nó rất là dễ dàng và không bị ngán, và dễ dàng tiếp thu rất là nhiều từ vựng. Thì Duolingo có khá nhiều ưu điểm như là có thể học mà không cần mạng internet nè, có thể học qua các game có cả hình ảnh và âm thanh, giúp kích thích cả não trái và não phải để tăng hứng thú học tập, có thể kiểm tra được tiến độ học của bản thân qua thành tiến độ. Ngoài ra thì nó cũng cung cấp nhiều bài tập dạng dịch hơn. Rồi các bài học sẽ được phân loại từ dễ đến khó nè. Và đặc biệt nha, là bạn có thể được lựa chọn trình độ học của mình theo cái khả năng của bản thân, hay là thậm chí dịch được ngôn ngữ theo ý muốn luôn đó. Như thấy là đây là một cách học tiếng Anh rất là hiệu quả. Ngoài ra thì ứng dụng này đã được download sử dụng miễn phí trên hệ iOS nữa. Cho nên là thật sự đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể trau dồi kiến thức tiếng Anh của mình. Ok, và nếu bạn nào chúng ta muốn phát triển cái kỹ năng giao tiếp cũng như là trau dồi cái khả năng phát âm của mình á, thì các bạn có thể tìm đến ứng dụng Elsa nha. Thì đây là một cái ứng dụng nữa dành cho những bạn nào mà thiên về giao tiếp nè. Và đương nhiên nó cũng rất là phổ biến trên hệ điều hành iOS. Với công nghệ trí tuệ nhân tạo thì ứng dụng này có thể nhận diện được giọng nói của người dùng, rồi sau đó so sánh kết quả nghe được với cách phát âm tiếng Anh đúng. Ứng dụng này sẽ chỉ ra cái lỗi phát âm mà các bạn mắc phải nè, hướng dẫn bạn chuyển động lưỡi và môi sao cho có thể nói một cách đúng nhất. Từ đó có thể giúp bạn cải thiện từng âm một sau khi mà chúng ta luyện tập. Cụ thể nha, những gì mà Elsa nghe được sẽ hiển thị trên màn hình điện thoại với dấu hiệu đi kèm là màu đỏ, vàng và xanh lá hay gì đó, nhằm thể hiện mức độ chuẩn xác và cách phát âm của học viên. Khi mà đọc từ vựng, ứng dụng sẽ chấm điểm, chỉ ra được cái lỗi sai khi mà chúng ta phát âm và cách khắc phục như là phải cong môi, bành lưỡi, nhấn giọng, nói dài hay ngắn, nói chung là rất là chi tiết luôn. Một cái nữa đó chính là giao diện của nó rất đẹp mắt. Người dùng sẽ không cảm thấy bị áp lực như là đang ngồi học, mà chỉ giống như là đang chơi game, rồi tranh thủ giải trí bất kỳ lúc nào rảnh. Các bạn thấy đó, với cái ứng dụng tiện lợi như thế này thì chúng ta không cần phải mang vác nhiều sách vở cồng kềnh đúng không nào. Thậm chí là chúng ta có thể đi ra ngoài hay là ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta đều có thể dễ dàng học được. Rồi, một cái ứng dụng nữa mà như nghĩ là nhiều bậc phụ huynh có lẽ cũng đã biết, đó là ứng dụng Monkey Junior. Thì là cái ứng dụng này rất là phù hợp với những cái bạn trẻ, bạn nhỏ khi mà chúng ta lần đầu tiên làm quen với tiếng Anh. Nó rất là đơn giản cũng như là cực kỳ dễ thương luôn. Ứng dụng nó sẽ giúp cho các bé rèn luyện những cái câu phát âm đầu tiên cũng như là những từ vựng đầu tiên trong cuộc đời của mình. Điểm thú vị của ứng dụng này đó chính là hình ảnh sinh động nè, với chú khỉ cực ngộ nghĩnh luôn, để các bé có thể vừa học vừa chơi, thu hút được rất nhiều bạn nhỏ tham gia. Với gần 1.000 bài học bao quát hàng trăm chủ đề khác nhau nhưng cực kỳ gần gũi, để các bé có thể khám phá hơn 100 quy luật phát âm khác nhau, với 80 bài học độc quyền cũng như là 3.000 từ vựng quan trọng. Trời ơi, quá trời thứ luôn. Ngoài ra còn có các video cũng như trò chơi để các bé có thể hứng thú hơn nữa nè. Với cái ứng dụng tiếng Anh này, nó sẽ chia ra làm 3 cấp độ. Đầu tiên là mức độ dễ, nó sẽ dạy cho các bé cách đọc các từ và cụm từ đơn giản nhất. Sau đó thì đến mức độ trung bình nè, thì giúp các bé đọc được các câu đơn. Sau đó nâng cao hơn một xíu, các bé sẽ đọc được trôi chảy, phát triển kỹ năng hình thành câu hoàn chỉnh với những cái bài học phức tạp hơn. Thêm một ứng dụng nữa cực kỳ là phù hợp cho những bạn nào chúng đang sử dụng iPhone và muốn học tiếng Anh, đó chính là ứng dụng K. Thì đây là một ứng dụng học giao tiếp tiếng Anh hoàn toàn miễn phí và nó phù hợp với mọi người luôn. Ứng dụng này thì nó sẽ cho chúng ta nghe được giọng nói thật của người bản xứ nè, rồi có cả những hình ảnh video rất là chân thực luôn. Và điều này thì tôi nghĩ là cực kỳ bổ ích cho những ai mà chúng ta đang muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Ứng dụng này thì có những cái tính năng nổi bật sau đây. Đầu tiên á, nó sẽ chỉnh cho mình cái phát âm khi mình đọc theo câu mẫu nè. Cái thứ hai là chế độ nghe của nó có phiên dịch tiếng Anh, và bạn có thể là chỉnh hai tốc độ đọc của nhân vật giao tiếp trong video để chúng ta có thể hình dung được ngoài đời thực như thế nào luôn. Cái thứ ba là các bạn nghe đa dạng về chủ đề và có thể luyện tập bằng văn bản, video hoặc là bằng cách đọc sau đó chúng ta ghi âm lại để chúng ta có thể nhìn ra cái điểm sai của mình và thay đổi cho chính xác hơn. Cái thứ tư là nội dung video thì rất là thú vị và được cập nhật mỗi ngày luôn. Và khi sử dụng app này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Rồi và cuối cùng, Eva English chính là ứng dụng mà chúng ta nên cài đặt trên điện thoại iPhone của mình.
Nếu bạn sợ học tiếng Anh theo từng bài học sẽ khiến bạn nhanh chán thì đừng lo, Eva English sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức và trau dồi kỹ năng tiếng Anh với chủ đề bạn yêu thích. Bạn không cần phải học theo thứ tự của từng bài học đâu, ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn hơn 10 chủ đề khác nhau như là công nghệ, du lịch, gia đình, phim ảnh gì đó, v.v. Và để việc học tiếng Anh không trở nên khô khan hay là nhàm chán thì Eva English đã tích hợp chơi game vào trong ứng dụng này. Việc chơi trò chơi sẽ giúp bạn ôn lại những từ vựng đã học, ngoài ra nó cũng giúp bạn không bị nhàm chán khi mà chúng ta học tiếng Anh. Ok, và vừa là top 5 những ứng dụng học tiếng Anh tốt nhất nên cài cho iPhone. Và nếu như bạn nào chúng ta có hứng thú với những ứng dụng này nhưng vẫn chưa có chiếc iPhone nào cả thì các bạn hãy đến ngay Minh Tú Mobile để nhận ngay nhiều ưu đãi cũng như là có ngay một chiếc iPhone để chúng ta về học tiếng Anh nha. Các bạn nghĩ sao về những ứng dụng này? Đừng quên để lại comment. Và cuối cùng, hãy đăng ký kênh Minh Tú Mobile để cùng chờ đón những video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì bye bye.